Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời các bác ạ. Đấy, trời mây mưa sóng nước ầm ầm luôn. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi đào móng làm nhà cho em Tủa thì trời nó cứ mưa lâm râm như này suốt các bác ạ. Đấy, có lúc thì mưa to, lúc thì nó cũng mưa phùn. Đấy, rất là khó chịu các bác ạ. Ruộng rau của Trường Lý từ cái lúc lên luống đến bây giờ là nó cứ bết hết rồi đấy. Bây giờ nước mênh mông đấy, mặc dù đã khơi rất là nhiều lần rồi đấy, nhưng mà nước nó chảy không kịp được, do nước ở các cái khe trên đồi này nó chảy về đây, vì vậy là vẫn chưa trồng được rau các bác ạ. Đấy, vẫn chưa lấy phân về để ủ cũng như là làm tơi đất lại và đốt những cái rơm này lên bên trên cái luống rau được các bác nhé. Đấy, rất là buồn, trời mưa quá, ông trời không phù hộ các bác ạ. Đấy. À, cũng qua video này thì Trường Lý cũng xin phép là trả lời một số cái câu hỏi mà các bác hay quan tâm cũng như là hay comment tham gia góp ý với lại Trường Lý. Thì qua đây thì Trường cũng xin cảm ơn tất cả các bác luôn luôn đồng hành cũng như là góp ý những ý kiến rất là thiết thực cũng như là những cái lời động viên cho Trường Lý để Trường Lý tiếp tục giúp đỡ em Tủa cũng như làm YouTube về thiện nguyện. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Thì hôm nay ấy thì sáng hôm nay thì Trường Lý với anh em thợ là cũng ra định làm rồi, nhưng mà ra đây thì trời nó lại bắt đầu mưa xuống, vì vậy là không không thể làm được. Đấy, vì liên quan đến xi măng và cát, thế nên là khi đánh xi lên và đi xây ấy thì như các bác được biết đấy. Khi mà dính mưa mà mình không che được thì nó sẽ bị rỗ và bị hỏng kết cấu, xi nó sẽ bị giảm đi. Thì hôm nay cái phần làm móng thì vẫn đang tiếp tục dừng lại, chờ ngày tạnh ráo thì mới bắt đầu làm móng các bác nhé. Chị Lý sẽ quay cho đằng trước cho các bác để các bác nhìn thấy nha. Đây là toàn bộ khung cảnh nhà em Mỹ Tùa. Đấy. Thì cũng nhiều bác là comment góp ý cách làm nhà của em Tùa. Thứ nhất là nên xây kè và có giằng móng, rồi là làm luôn cả cái phần móng của bếp và nhà vệ sinh. Đấy. Thì đây cũng là một cái hướng rất là trùng với lại ý tưởng của Trường Lý. Tuy nhiên về cái tiến độ thì hiện tại là do trời mưa cũng như là cái thời tiết nó không ủng hộ, vì vậy là Trường Lý chưa làm được những cái việc này. Thứ nhất là về cái nhà vệ sinh thì Trường Lý cũng đang chờ anh em làm móng, sau khi làm móng xong thì mình mới đào sâu xuống được. Đấy, về thiết kế là Trường Lý thiết kế là nhà Tủa là khép kín nhé các bác nhé. Đấy, có hệ thống nhà vệ sinh khép kín này, nhà bếp gần nhà chính này. Đấy, tức là nhà bếp tách riêng và nhà vệ sinh thì chung với nhà bếp. Đấy, rồi còn bến nước, rồi là đun nấu thì nói chung là khép kín. Thì ở bên này sẽ là một cái phòng, vừa phòng khách vừa phòng ngủ. Thì nhiều bác bảo là phải làm cái gian phòng. Thì cái gian phòng ấy thì đối với lại như nhà Tủa thì Trường Lý sẽ không làm cái gian phòng, vì làm vào ấy thì nó sẽ bị chật chội cũng như là nhà nó không thoáng. Đấy, bởi vì mình ở nhà mình thích nó thoáng rộng rãi. Đấy, thì Trường Lý sẽ mua rèm cũng như là cái ngăn thôi, để cho Tủa nó ở, cho Tủa ở, tức là kéo rèm ra. Đấy, làm dạng kiểu buồng di động thôi, bởi vì một mình Tủa thì ở cũng
không cần thiết phải cầu kỳ, còn khi nào có vợ có con hay như nào thì lúc đấy tính sau nha các bác nhé. Đấy, trước mắt là cứ làm cái nhà dài 7 mét và rộng 5 mét, rồi là có nhà vệ sinh khép kín này, đấy, tự hoại hết, và có một cái bếp, một cái gian bếp để nấu ăn nha các bác nhé. Đấy. Tuy nhiên là hiện tại là đang chờ anh em là làm móng xong đã thì mới đào tiếp cái phần móng. Nhiều bác bảo là sợ cái kết cấu giữa nhà vệ sinh và nhà bếp ấy, nó không ăn khớp với nhau. Thì trưởng lý cũng xin phép trả lời luôn là vì thứ nhất là về kinh phí thì chưa có đầy đủ. Thứ hai nữa là trưởng lý nghĩ là nếu mà khi làm xây xong móng hết cái phần cứng của nhà rồi thì mình sẽ đào móng. Đấy, đào móng làm vuông thành sắc cạnh. Đấy, sau đó để chờ đó. Bởi vì đằng nào cũng vẫn phải để chờ các bạn, không để chờ thì không thể lên được luôn một lúc, bởi vì gạch bây giờ là có 2.000 gạch thôi. Đấy, mà các bác cũng khuyên trường lý là với lại gạch xỉ này thì nó có một cái độ dày là 10 phân đúng không ạ? Đấy thì thôi thì hãy xây nghiêng, xây gạch nghiêng, tức là không xây gạch nằm mà hãy xây gạch nghiêng, sau đó chát cho nó chắc một chút, chát cho xi cát nó đậm đậm một chút thì sẽ nó kết cấu của tường nó sẽ chắc hơn. Đấy thì xây gạch nghiêng cũng được. Đấy thì trường lý cũng tính với đội thợ là cũng giao với đội thợ, giao hẹn với thợ là quyết định là xây gạch nghiêng, nhưng cái phần móng thì đề nghị anh em thợ là làm phải cẩn thận nhé các bác nhé. Đấy, riêng cái móng này thì sẽ phải làm cẩn thận để tránh tình trạng nó bị lún và nứt. Đấy, thì anh em thợ là cũng đã hoàn toàn là đồng ý cũng như là chịu trách nhiệm về phần gia cố về cái móng nhà rồi đó. Và nhiều người cũng có comment bảo là tại sao làm ở ruộng mà không làm ở đất đồi hay là ở chỗ khác. Thì nói thật với các bác là Tủa là một người khuyết tật, vì vậy là trước đây cái đất cát ấy là do bố mẹ để lại thôi, anh em chia nhau thì chia chác cũng đã hết rồi, thì bây giờ Tủa chỉ còn có 6 thửa ruộng ở đây. Đấy, vì vậy là bây giờ nếu mà vào Tủa mà đi lên đồi để kiếm một mảnh đất thì thực sự là rất là khó, bởi vì không có tiền thì không ai cho đất nha các bác nhé. Tất cả đất ở đây đã giao khoán cho tất cả các hộ gia đình rồi, vì vậy là để mà có đất thì Tủa không có, Tủa chỉ còn 6 thửa này thôi. Và cũng nhiều bác bảo là tại sao không làm cho Tủa ở nhà bên chỗ mẹ. Thì thực sự là ở bên chỗ nhà mẹ ấy, thì rất nhiều video trường lý đã nói rồi, có rất là nhiều video trường lý đã nói với lại các bác rồi. Thì cái đất bên nhà mẹ ấy, của Tủa ấy, là hiện tại giấy tờ là vẫn chưa có cái gì cả. Đấy, cũng rất là mông lung bởi vì mẹ Tủa là đi lấy chồng hai, vì vậy là cái đất đó không thuộc quyền sở hữu của Tủa cũng như là của bên sau này mẹ Tủa thì mất đi, thì anh em bên nhà chồng hai đấy, về làm ma chay cũng như là làm tang cho mẹ Tủa thì lúc đấy người ta sẽ lấy thu hồi lại đất hết nha các bác nhé. Đấy là cái về tương lai là như vậy. Còn Tủa thì có một cái ô đất ở đây, thì mục đích trường lý quyết định làm ở đây ấy, là cũng đều có nhã ý cả. Vì thứ nhất là vì thứ nhất là cái nhà Tủa ở đây là gần với lại con đường bê tông đường thôn bản nhé các bác nhé, thì cái khâu vận chuyển vật liệu nó cũng rất là dễ. Và thứ hai nữa là muốn làm cho Tủa ở bên này để Tủa tập trung chăm sóc rau cỏ cũng như là làm ruộng ở tại khu vực này, thì trường lý tin chắc là Tủa sẽ học được những cái kỹ năng cũng như là cách làm
mà trường lý sẽ cố gắng giúp đỡ Tủa, bởi vì khi Tủa chuyển sang đây thì trường lý cũng ở gần đây. Đây là cái ngôi trường mà trường lý đang công tác, thì từ trường chỗ trường lý sang đây ấy thì nó rất là gần, thì trường lý sẽ tiện quan tâm cũng như là giúp đỡ cho Tủa gần và nhanh chóng cũng như là kịp thời về những cái vấn đề kỹ thuật cũng như là trong cuộc sống, thì trường lý sẽ hỗ trợ Tủa nó nhanh hơn. Đấy. Và sang bên này ấy, thì trường lý hướng cho em Tủa là sẽ trồng cây ăn quả, trồng rau củ quả thôi. Cây ăn quả thì ở trên này cũng rất là nhiều bác bảo là tại sao không mua cái cây này cây nọ về để mà trồng, để cho có cho trẻ con có quả ăn. Thì như các bác biết ấy, ở trên vùng cao ấy thì cái khí hậu nó khắc nghiệt, nó khác với lại cái vùng thấp. Vì vậy các cái cây hoa quả thì ở trên này nó không phù hợp như là cây cam, cây chanh, cây bưởi, rồi là cây xoài, cây những cái cây ăn quả thông thường ở dưới kia dễ trồng ấy, thì ở trên này nó không phù hợp. Ở trên này thì qua khảo sát cũng như là tìm hiểu thì trường lý chỉ thấy là có cây đào, cây mận, rồi là cây cây hồng ấy là có khả thi về về trồng thôi. Nhưng những cái loại quả này thì nó lại không có kinh tế cao các bác ạ. Như cây đào ấy, như cây đào, cái quả đào thì chỉ được một vụ, và cái quả đào ở trên này nếu mà không chăm sóc kỹ thì nó sẽ bị thối cũng như là bị sâu bệnh rất là nhiều. Đấy. Và là trồng được nhiều đào ấy thì cái mùa xuân thì có nhiều hoa đẹp thôi, chứ còn về giá trị kinh tế bán quả ấy, thì cây đào, cây mận thì có thể bán được, nhưng mà cây mận thì cần phải có kỹ thuật chăm sóc cũng rất là khó, bởi vì trên này nó lạnh nha các bác nhé, trên này khí hậu rất là lạnh. Đấy, mận mà nó bị lạnh này là quả nó cũng không được đẹp mấy. Đấy, cũng có thể là do chăm sóc chưa tốt thì quả nó cũng không được đẹp lắm. Đó. Thì những cái cây ăn quả trường lý vẫn đang nghiên cứu cũng như là tìm hiểu xem là nó sẽ ở trên đất này là sẽ phù hợp với loại cây nào. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa tìm được ra nha các bác nhé. Đấy, chưa biết đây loại cây nào nó có giá trị kinh tế, bởi vì trồng cây ăn quả là phải có giá trị kinh tế thì chúng ta mới nên trồng, chứ còn trồng để ăn chơi cũng như là để cho bà con thì thực sự là nó rất là lãng phí. Đấy, phí công. Thế nên là đối với cái khu ruộng của em Tủa đây thì sẽ trồng dây lang, rồi là mùa nào trồng thức đó, đến mùa lúa sẽ cấy. Và nhiều bác bảo là tại sao không cấy hai vụ, ở trên này thì không cấy được hai vụ. Cũng có rất nhiều chuyên gia cũng như là nhiều người dân người ta thử nghiệm trồng hai vụ rồi, nhưng mà cái ruộng trên này không trồng được. Trồng được nhưng nó không năng suất các bác nhé, vì nó lạnh và nó sẽ không có hiệu quả cao. Vì vậy là trường lý sẽ hướng cho em Tủa là trồng hoa màu ở bên này. Đấy. Đó là những cái lý do khi làm nhà em Tủa ra đây. Và nhiều bác thì cứ thắc mắc là nhà như này có sợ bị nún, bị sập, bị sệ, rồi là mưa nắng, rồi là nước nó cuốn trôi, nhấn chìm. Thực sự là ở trên vùng cao ấy thì các bác biết đấy, thì nước nó chỉ chảy theo cái chỗ trũng thôi. Còn chỗ đất của Tủa đây là nó không hoàn toàn trũng nhá các bác nhá, nó hoàn toàn độc lập. Đấy, vì vậy là không thể là nhấn chìm cũng như là xói mòn cũng như là trôi được ngôi nhà. Đấy, bởi vì đây là đa số là ruộng bậc thang, và nhiều người thì cũng có nói là tại sao lại làm nhà xuống ruộng. Thực sự là ở khu này ấy, đây là khu trung tâm của xã các bác ạ, thì đang có dự án là quy hoạch làm khu dân cư. Đấy, vì vậy là cũng khu nhà Tủa này là cũng rất là nguy cơ sẽ bị thu hồi đất để giải tỏa rồi làm khu tập trung dân cư ở đây. Đấy, bởi vì cái khu đất này trước đây nó là cái khu đất đồi hoang. Đấy, trước đây đường là đi thẳng ở kia, đi qua luôn chỗ nhà Tủa đây. Đấy, rồi là đi lên trên này các bác ạ.
rồi đi lên trên cái đồi này, sang bên kia có một cái bản nữa đó. Nhưng mà do sau này người ta mở rộng thì người ta định đi đường cua đấy, đi đường vòng các bác ạ. Đấy, Việt Nam hay đi đường vòng vo lắm các bác ạ. Đấy, chỉ thích đi đường vòng thôi, không thích đi thẳng đâu. Đấy, các bác cứ xem tất cả các cái con đường ở trên vùng cao cũng như là ở trên đất nước Việt Nam mình ấy, chúng ta thấy là đường rất là nhiều cua, toàn thích làm cua thôi, không thích làm thẳng. Đấy, đáng nhẽ là làm cái đường đi từ kia về đây xong vào cái bản trong này là rất là thẳng rồi, nhưng mà người ta lại không làm. Đấy, lại làm vòng tròn như cái chữ U, như khúc tay áo luôn. Đấy, rất là tròn. Đấy, đấy là về cái khu đất nhà Tủa là như vậy. Và trước đây nhà Tủa là cũng ở khu này. Đây, ở đây, đây chính là cái khu đất của nhà em Tủa. Hiện tại đã bị bán rồi. Đấy, tại là bán cho hộ khác rồi. Như vậy là Tủa không còn đất nhiều ở đây nữa, chỉ có một, có 6 thửa ruộng ở đây thôi. Đấy. Và cũng nhiều bác là thắc mắc là sao không thấy em Hòa, không thấy cháu Hòa. Thì Trường Lý cũng comment như là nói rất là nhiều rồi, tại sao không thấy cháu Hòa xuất hiện ở trên các video của Trường Lý. Thì một lần nữa Trường Lý xin phép được trả lời tiếp. Cháu Hòa thì hiện tại là đang đi làm thuê ở bên Lạng Sơn nha các bác nhé. Cháu Hòa là lao động chính của gia đình, vì vậy là cái kinh tế rồi là mọi thu nhập là dựa vào cháu Hòa. Vì vậy cháu Hòa phải đi làm trong những lúc mà xong ruộng nương như này này, tranh thủ đi làm 2-3 tháng. Bởi vì ở trên này chỉ làm một vụ thôi, mùa này chỉ chăn nuôi cũng như đi lấy củi về đấy thôi. Đấy, thế nên là cháu Hòa đã đi làm thuê rồi. Đấy, vì vậy các bác đừng thắc mắc nha, không phải là Trường Lý không muốn cho cháu Hòa đi cùng hay là do xích mích những cái này cái nọ gì đâu, mà là thực sự là Trường Lý cũng không có tiền để trả, bởi vì bây giờ suốt ngày mà đưa cháu Hòa đi thì tiền thì không có, và đi làm ấy thì cũng lúc làm lúc không thôi, thì nó cũng phí thời gian. Đấy, vì vậy là cháu Hòa sẽ tạm thời bây giờ là không đi cùng với kênh Trường Lý. Đến khi nào cháu Hòa về thì chắc chắn là Trường Lý lại gọi. Đấy, thì chú cháu lại đi chơi, đi quay chơi chơi cùng nhau. Đấy, chứ còn kiếm tiền với Trường Lý thì mệt lắm các bác ạ. Đấy, chỉ đi chơi chơi thôi, đi quay phiên dịch linh tinh thì nó mất thời gian rồi lại không ra được nhiều tiền, thì cũng rất là khổ cho cháu. Đấy, vì vậy là thế nào chắc là tầm khoảng hơn tháng nữa thì cháu Hòa sẽ lại về. Thì Trường Lý lại tiếp tục có công việc thì Trường Lý lại rủ cháu Hòa đi cùng. Đó là cái lý do mà cháu Hòa không xuất hiện ở trên kênh Trường Lý là như vậy nhá, chứ không phải là chú cháu không thích nhau hay như thế nào đâu. Đấy, rất mong các bác thông cảm cũng như là hiểu cho nhá. Đấy, hiện tại cháu Hòa đang làm thuê ở bên Lạng Sơn, cháu đi làm bốc vác cho một cái xưởng gỗ, tức là xưởng gỗ bóc ở bên Lạng Sơn ấy, để người ta xuất khẩu sang bên Trung Quốc ấy. Đấy. Một ngày của cháu Hòa như đâu được 200 đến 300 nghìn gì đó, tùy theo sức lao động cũng như là tăng ca. Đấy, thì cháu Hòa đang làm ở bên đó cùng với một số anh em nữa. Đấy. Không biết là có còn câu hỏi gì mà các bác còn thắc mắc không. Trường Lý cũng không nhớ nhiều, có những cái câu hỏi mà quan trọng mà cần giải thích ấy, thì Trường Lý đã giải thích rồi nha các bác nhé. Đấy. Còn các bác có ý kiến gì muốn hỏi Trường Lý tiếp thì cứ comment cũng như là góp ý ở phần dưới bình luận để Trường Lý tiếp tục tiếp thu cũng như là trả lời những thắc mắc của các bác nha các bác nhé. Đấy, với cái số đá này thì không biết là Trường Lý đoán là chắc là không đủ để xây móng hết đâu. Sự là mình làm ấy, kinh tế mà chưa nhiều ấy thì
cũng rất là run các bác ạ. Đấy. Trường Lý sẽ xây móng cụ cho em tủa là 30 phân chiều rộng. Đấy. Sau đó là sẽ xây một lượt gạch nằm lên bên trên. Đấy. Còn răng móng ấy, thì Trường Lý đang tính là do cái vật liệu bây giờ là mỗi một cái thanh sắt ấy là cũng rất là cao. Bây giờ phi 10, phi 12 là cũng phải hơn 100.000 một cây. Đấy. Thì cái nhà của tủa ở đây cũng mất khá là nhiều, cũng phải mất 6 cây sắt. Đấy. Rồi là lại còn bê tông mới tiếc nữa. Đấy, hiện tại là Trường Lý còn chưa có sỏi, vừa rồi là đi xin được sỏi rồi. Nhưng mà chưa có thời gian để mà đèo về đây cho tủa được các bạn. Nói chung là Trường Lý làm nhà cho em tủa là cứ vừa làm vừa tính nha các bác nhé. Bây giờ trước mắt là sẽ làm cho em tủa ngôi nhà cho nó sạch sẽ và không mưa gió nắng nôi vào đầu là được. Đấy. Trước mắt là Trường Lý sẽ xây cho em tủa cái ngôi nhà lên để ở đã. Đấy. Để trông nom vườn tược. Đấy. Cái rau thì Trường Lý hôm qua cũng có cắm hết cọc rồi và cũng rào được khá là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mưa quá các bạn. Mưa quá nên là thôi. Chắc là gà vịt nó cũng không ra đâu đấy. Bây giờ khu này cũng không có nhiều gà vịt mấy, thế nên là cứ rào vậy thôi, chủ yếu là trâu bò ấy. Trâu bò thi thoảng bà con buổi chiều là có đuổi về đây. Đấy thì sợ nó vào phá thôi thì cứ rào như vậy trước đã. Đấy. Còn rau thì chắc là phải chờ trời nó tạnh và sẽ cấy cái rau giống, sau đó tỉa ra. Và ở chỗ dưới kia Trường Lý cũng có trồng được hơn 200 cây bắp cải rồi. Nhưng mà 200 cây đối với lại cái khu đất này ấy, thì nó chỉ là muỗi đốt inox thôi các bạn. À, nhìn thấy tí tí ở dưới kia thôi. Được đâu 200 cây là đâu được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được 9 luống thôi. Đấy, 200 cây là 9 luống. Mỗi luống có tầm 20 đến hơn 20 gốc các bạn ạ. Đấy. Thì ở đây có hàng gần 100 luống rau cơ. Vì vậy là Trường Lý vẫn phải tiếp tục mua cái cây giống về để trồng. Đấy. Tại sao Trường Lý không trồng rau cải hay là trồng những cái thứ rau mà nó nhanh ngắn ngày? Bởi vì như các bác được biết ấy, ở trên vùng cao ấy, để mà bán một cái mớ rau thì rất là khó. Đấy. Phải đi ngồi ở chợ rồi lại ngồi ở đường cả ngày may ra mới bán được. Đấy, Trường Lý sẽ trồng những cây này nó bảo quản dễ. Tức là sau khi thu hoạch ấy, thì người ta có thể bảo quản được trong một tuần. Đấy. Thì những cái cây như bắp cải ấy, nếu mà trồng tốt ấy, thì Trường Lý sẽ bán nhập, bán theo lô chứ không phải bán theo từng mớ mang ra ngoài đường để bán được. Đấy. Thế nên là cũng cố gắng là trồng cây bắp cải, cải thảo, những cái cây mà nó về bảo quản, dễ bảo quản. Đấy. Thì mới bán được. Chứ còn bây giờ trồng cây rau cải và ra xong là cắt đi bán trong một ngày mà không bán được là nó héo, nó hỏng hết các bạn. Vì vậy là Trường Lý chỉ trồng một ít để ăn thôi. Rồi có lẽ là Trường Lý cũng xin phép kết thúc video tâm sự cũng như là quay qua một chút cập nhật thông tin tình hình cũng như là trả lời những cái câu hỏi mà các bác quan tâm là như vậy nhé. Đấy, nếu trong video có điều gì chưa rõ thì các bác có thể là comment cũng như là bình luận góp ý với Trường Lý tiếp tục nhé. Trường Lý xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh Trường Lý. Và qua đây Trường Lý cũng xin chúc tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh Trường Lý luôn luôn mạnh khỏe và đồng hành cùng Trường Lý nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn lại các bác nhé. Trời mưa chán quá các bạn. Đấy, mưa gió ra cánh đồng nói làm nhảm. Đấy nha các bác nha.